che cái mặt trời thôi. Cái ngứa mặt là tại vì da khô. Ờ đúng của lớn đúng. Cô nói là phải bôi Vaseline này kia lên tối. Ờ thì đó đó. Tuổi sức cái đó trẻ con 50. Tuổi sức cái đó Vaseline á. Anh giờ tôi đẻ về con. Tôi cũng giờ hết rồi. Không có nghĩa là 50. Giờ đỏ rồi. Nó bốn đứa con. Già nó luôn. Trời ơi hả? Lớn nha mà 50. Con lớn cháu 25 tuổi. Trời ơi, sợ chưa? Con lấy chồng lúc mấy tuổi? Con lấy chồng 25 tuổi, là 26 tuổi con đẻ đứa thứ nhất. Nó khi nó có bầu á là nó đi qua DHO với ba nó. Mà nó qua bên này được một tháng. Mẹ nhất là nó ôm cái bụng bầu về nhà nó sanh. Rồi nó ở luôn cho tới bây giờ nó mới qua lại. Ơi, nhưng mà đứa con đó được gai sinh sao? Dạ. Dạ thì đó này ngon rồi hả? Dạ. Để bé bên này tốt hả? Cháu về bên Việt Nam đẻ thì nó gai sinh ở Việt Nam. Dạ khi mà cháu qua đây thì tụi nó cũng có quốc tịch hết trơn rồi. Ừ. Nhưng mà nó phải lo. Thì nếu mà con đẻ ở đây hồi đó con đẻ ở đây thì nó có quốc tịch ở đây nhà. Dạ. Khỏe. Hồi nó qua đây thì chỉ có mình nó được giấy tờ thôi, còn con không được gì hết. Mẹ dắt hoài cô. Dạ. Yeah. Dắt đi cho con nhớ. Qua kìa đi tới nhà chú Hán. Cái chú nói mày là hai đứa con gái của chị á Tú Bình. Đã qua Mỹ rồi đi về. Tú Bình. Cô cái gì cũng có cái số phận rồi cô. Đấy rồi cái gì hả? Giống như là giống nó như qua đây một tháng bỏ về đưa đẩy mình chứ không phải chị em nó bỏ về có mình lại ở đây với bố. Cái này á có nhiều khi á cô biết không? Mình có tiền cũng là một cái tội á cô. Ừ. Nếu mà cháu không có tiền chắc cháu không về được. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Mình lấy mà xong rồi qua có tiền thì không về. Đi sang đây xong rồi buồn rồi đi về Việt Nam. Đâu có đâu, nó bực mình với bố nó. Nó đi vậy. Nó có bạn bè bên Cali. Cái bạn bè nó mua vé cho nó chạy sang bên đó chơi. Chơi xong đi về Việt Nam luôn. Con kia cũng về Việt Nam luôn. Hai chị em đi về Việt Nam. Con nào? Con em nó chị con nhỏ mà hay bế con cháu mà con Honey hồi mới đẻ đó. Rồi sang đây rồi lại. Giờ xong rồi cái hồi mà em sang đây rồi. Xong rồi nó ly dị chồng nó ở Việt Nam á. Em mới kêu chứ thôi giờ buồn quá thôi sang đi chơi đi. Nó bảo sao đi được mẹ. Một mình con còn hai đứa nhỏ hồi đó mới có hai đứa con thôi. Nó kêu hai đứa làm sao mà đi nổi. Từ mà hồi đó nó mới có 30 à. Nó bảo làm sao mà đi được. Cái bà thì cứ cái đi lại nó bỏ hết đi. 30 bỏ hai đứa con vô luôn nó bắt đi mình á may ra được còn lôi thêm hai đứa con thì không được đâu. Em nói bây giờ con làm cái đơn con khai là ba đứa con. Một đứa thì để lại cho bố, đứa nhỏ còn mang hai đứa con sang đây hè để thăm bà ngoại. Thăm ông ngoại. Đó. Cái lại nửa đêm chị ấy nó gọi nó kêu con đậu rồi mà ba mẹ con đi hết. Trời ơi mừng quá trời luôn. Em bảo đã qua đi được rồi là không có về nữa. Đúng rồi, em tìm cách cho nó ở lại. Yeah. Và vẫn muốn về cô, vẫn muốn về. Về chơi rồi. Thôi về. Nhiều người như vậy. Dạ. Về chơi. Đi qua lần thứ hai vẫn muốn về. Giống như người ta qua tầm buồn người ta về đó nó có nó vui. Rồi chị biết đâu. Sang đây là lúc nào cũng ngồi yểu xiêu xiêu vậy nè, rồi mắc ơi. Nhớ lại là có bầu thêm là đứa nữa mà không biết. Ôi, rồi nó một hai là nó đòi đi là giống như là đi nạp thai. Ồ. Em bảo bây giờ đó. Không lẽ là các cô các gì bà ngoại đây không nuôi được con bé hay sao mà phải đúng đi làm rồi. Vậy chứ là em không cho đi nó đẻ được đứa con bé sau này đó còn nó mang nó mang con giống như là 16 tuổi rồi đó bây giờ như vậy cháu qua đây thì rồi xong á em là có để em nói chị nghe cũng hên lắm vậy không cái em con lấy dũ mà chồng đó có ba mình thôi nói là làm gì mình với hai đứa con tại vì nó đã có xô xô mà qua bên đây dạ có tại vì hồi đó nó ở đây là ta cho xô xô trước dạ chưa cấp thẻ xanh nhưng mà cho xô xô cái em bảo là thôi giờ chú cứ làm cho cháu đi chú bảo chứ em thấy khó lắm tại vì nếu mà về Việt Nam trong vòng 2 năm á thì còn làm được này cháu nó về tới 4-5 năm rồi hả dạ cũng thành ra là không có được đâu nó cũng 7 năm 7 năm rồi wow. Cũng bảo làm sao mà được nữa yeah. Em bảo rồi này tôi chú cứ làm cho cháu đi nó là tốn tiền lắm chị ơi tại vì bây giờ tiền lại phí nè không cô là cô biết tính toán dạ chứ người ta phải có giấy tờ này kia có để lên là em dạy nó ít tập để lên phỏng vấn thế nào ta hỏi tại sao họ về sống với con thầy em nói về này hồi đó qua đây đi với bố thôi mẹ nó đi thành ra sang đây tức là thấy mẹ sắp chết rồi cái là về về mà hồi đó đi mới đi không có biết giấy tờ thủ tục như nào hết á rồi cái ở quá 2 năm thành đi không được nữa đó rồi bây giờ là mẹ lại sang đây đó thành bây giờ cũng muốn là sang đây với mẹ lại với con thế cho hai đứa luôn may mắn bởi vì cái tụi mi đã nó không có cho con
nó không có cho con vô vô gì hết á, không có đẹp xoay không quá gì hết. Để rồi sau này sau đấy mà nghĩ sau này nếu mà không lấy nghĩ bảo trợ nó biết bảo trợ con mình nó xin vô lại là con nó luôn đó, thành ra nó có quốc tịch luôn. Còn nếu không thì con này nó có quốc tịch nó họ đánh cho con nó cũng được. Được dạ. Quốc tịch nó ngon. Nhưng mà chờ nó lâu lại con cũng không cũng lẹ nó mà cô mẹ thành ra em nói là con mình nó hên rồi dạ nay là nay nghỉ có người ta làm chủ tịch rồi, ta muốn làm là làm, muốn nghỉ là nghỉ thôi. Gọi đi cày thấy mò luôn. Chị chủ tịch rồi muốn làm muốn nghỉ nghỉ. Quên để mình vô nha, nó có tội nè. Có người đấy chứ sao? Qua đây á, người này cũng kia, ok. Có đốt đèn đâu, cũng đốt đèn đâu. Đèn cao thì ô rồi. Có một quạt, có một quạt đâu. Chị vô đi đầu chưa, chụp hình trước. Quay đây cho em rồi, có một quạt. Có một quạt không? Để cũng có. Chạy. Chạy cứ như con thoi vậy thôi. Thư là cười bật cười. Ngồi tí nghĩ ngẫm nghĩ sao thôi đừng ngồi đây. Gió nó tiều đi sao nó lại lên chứ. Rồi, bằng hai ba đi. Hát bên đây. Chết đi. Bắt đầu nha. Rồi, bằng hai ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Cầu đèn đi. Thổi đèn. Suy nghĩ. Không cầu gì hết hả? Ở mặt đây. Cầu lại hơn nữa hay là sao? Cầu đi. Cầu hay bồn nữa hay sao? Muốn cầu gì cũng được hết á. Khi mà chết á, bây giờ là ông chồng vẫn mất rồi. Thì bây giờ hai ông bồn. Hai ông bồn. Cảm ơn tất cả bạn bè hôm nay đã đến trong ngày hôm nay, tôi rất là hạnh phúc. Tại vì phải nói là từ hồi nhỏ tới giờ, ba mẹ chết sớm, không có ai làm gì cho tôi hết. Và khi mà lớn lên rồi, một mình tôi vô Việt Nam á, một 14 tuổi, thân mình tự lo sống mình, thành ra bất đê tôi không biết ngày nào. Tôi chỉ biết năm sinh 1940 mà không biết ngày nào tháng nào. Cái ngày mùng 3 tháng 3 này là do ông xã tôi, là ông Thái Quốc Thành, ông đặt tên như đề như vậy là ông để làm hôn thú. Làm hôn thú. Chứ thật thì cười, tôi là năm 40 đã. Và hôm nay có ngày này mà anh chị em không có là không mà dự tính cho tôi biết trên chơi mà cứ rủ tôi đi cái giờ cái này tôi bị cái bị lừa, lừa nhưng mà nghe thấy nó bị rất là vui, lừa rất là cảm ơn lừa lạc cô bạn tôi này, cảm ơn tất cả các nhiều hôm nay rất tiếc không có anh Cảnh nha, cho tôi gửi đó tôi thì bây giờ nói sao nữa nhỉ. Cảm ơn là happy birthday, chúc cảm ơn không, cảm ơn tất cả, cảm ơn vậy, cảm ơn là Cảm ơn John. Thưa với quý vị nhé, đúng là bị lừa đấy nhá. người thương tôi nhất lừa tôi ấy, là cái gì Loan nhỉ, Bành Thị Loan á, nó bành nóng dữ luôn, Nguyễn Thị Loan, cô bạn cô lừa tôi hôm nay, nhưng mà cũng cảm ơn nhờ có cái lừa bất thần thần như vậy, mình không có sắp xếp một cái gì cả, mà tự nhiên có một cái quá vui đi. Nên là quá vui, rất cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cho nên mà khi mà tốt rồi, tốt rồi. Tuổi mới, sức
không? Hát được không? Còn hát được rồi, không những vậy mà còn con hát nó đứng ra nghe đi em nữa. Còn bé sờ được mà. Còn bé sờ được. Chị ơi, bây giờ đó cộng đồng mà mời mình là mình lấy tiền bằng ca sĩ. Dạ. Ôi. Được mình luôn. Nghe ngày cô lo nói chơi lấy bằng tiền ca sĩ nha. Nhưng mà chưa có đi nha, tôi về Việt Nam tôi hát nha. Hoài lắm. Trời ơi đứng anh nhảy ra là sao nhảy trời ơi. Cứ chỗ là rồi chỉ quá nhiều. Nếu là chị hát nếu là gì đó, nếu là chỗ chị có đi thì bữa nay cũng có đi em nữa thì ta có đi luôn đó là chị ơi, chị siêu vui ha. Rồi ra như sự cuối tuần thứ bảy nhật người ta tổ chức. Chủ tổ chức mà mang vô vô vui vẻ. Ờ luôn hát với nhau rồi. Trời ơi. Chị à, chị, dạ. Chị dạ. Nghe nói là chị về Việt Nam dạ, hát, dạ. Thoải mái à, dạ. Về chị đây chị hát thử. Đúng cũng. Rồi đó, dạ. Em đang là đó, chị chung chị một bài chị hát đi. Bây giờ mà hát bài gì hát? Giọng này giờ cũng được. Chị nói là chị Thị Khả, chị Thị Khả. Chị Thị Khả, khăn tiếng quá không hát được. Cắt bánh đi. Lấy sau, lấy sau lấy đồ cho chị khác. Lấy dao thôi chứ đừng có lấy đồ. Không, no, với tôi là không phải là không có giọng. Lên em. No. Hát đi, hát đi. Hát đi, cho nè, để cho nè. Đó. Đó. Chút xíu thôi. Dạ. Thôi được rồi. Chị cũng mang rồi cái này chút xíu chứ. Gửi gì? Đó. Rồi. Rồi. Bây giờ hát phải không? Bắt đầu nha. Hôm nay xin tặng các bạn một bản hoa xanh trầm cú. Bà khăn 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 lô. Khi nào tôi nói xong á, khi nào tại vì hôm nay là xin phép xin lỗi là bị giọng hơi khàn, thành ra hát cũng không được. Thì hát được bao nhiêu thì quý vị là mời nghe cũng bỏ xí xóa cho dùm nha. Rồi, bắt vô. 1, 2, 3, vô. Nó bài bắt bà hát thì hát bà bắt cho tôi hát được. Trời ơi bắt giọng hát thiệt cái chứ không không hát. Chị hát đi, chị hát đi. Khi nắng nhẹ vương trên lưng đồi xa vắng miền quê bao năm rồi về gặp em ngây thơ duyên dáng hôm xưa tiên anh ơi cuối làng khi tới đầu thôn tim rộn ràng mơ ước mộng xưa chưa phai tàn mà làng thôn nay sao vui quá lâng lâng như lạc vào đồng hoa tới trước ngõ cũ nghe kể rằng dập tràn qua thôn xóm gieo bao đau thương bao điều tàn từ ngày tôi vắng xa gieo bao đau thương về tình ta lên hương ngát như hương hoa xoan vang bên thềm nhẹ nhàng ngất say anh nghe mình thương nhau muôn đời anh giữ gìn biên cương xa